Năm vừa qua là một năm thành công rực rỡ với công ty trà thảo dược AP Phú Hưng khi đã xuất bán hàng trăm nghìn sản phẩm và được người tiêu dùng trên cả nước đón nhận. Nối tiếp thành công, năm 2023, AP Phú Hưng cho ra mắt thêm một số dòng sản phẩm mới như trà đông trùng hạ thảo, trà dưỡng nhan, giải độc thanh nhiệt, trà hoa vàng. Tất cả được phối trộn theo công thức trà cung đình bí truyền của Vương Triều Trần ở vùng đất Long Hưng. Từ nguồn thảo dược sạch phong phú kết hợp với công nghệ lên men hiện đại sẽ giúp phát huy tối đa được dược tính của các loại thảo mộc, giúp bảo vệ sức khỏe từ bên trong, phòng ngừa bệnh tật. Trà thảo dược AP Phú Hưng trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của công ty và mong rằng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của quý khách trên hành trình bảo vệ sức khỏe,